Thưa quý vị, trên bầu trời là chiếc máy bay do phi công Lê Hưng kéo chiếc cờ vàng ba sọc đỏ. Kính thưa quý vị, trên bầu trời là những chiếc trực thăng CH-46 mang danh là Sea Knight hay là Hiệp sĩ Đại Dương. Đây là những chiếc trực thăng thuộc đội thủy quân lục chiến 46 và họ bay trên bầu trời để vinh danh những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đồng minh đã tham chiến tại Việt Nam. Và thông điệp như là tháng 4 75, thông điệp rất rõ ràng là chúng tôi không bao giờ quên bạn. Good morning everyone, you can go ahead and be seated. Chào quý vị. Thank you for joining us today for the dedication of the Vietnam War Memorial here in Westminster. A historic day. The 27th of April 2003, 28 years after the end of the war. A long overdue dedication to remember the U.S. personnel and Republic of South Vietnamese soldiers who fought side by side in Vietnam for freedom and democracy. Today we remember the over 58,000 American personnel who died and the 2,000, nearly 2,000 still unaccounted for. And the estimated 300,000 South Vietnamese and an estimated over 20,000 still not accounted for, and all who served and all their families. It was a war that lasted over 11 years, over 4,000 days, one of our nation's longest war. It is fitting for the memorial to be here in Westminster, California. California had the greatest losses during the war. Over 5,500 Californians lost their life in Vietnam. And also it's fitting to be here in Westminster, the largest collection of Vietnamese Americans in the United States. It might be appropriate to remember a phrase, especially for the Vietnam veteran, and appropriate for our soldiers in harm's way today. I didn't coin this, but I'd like to take credit for it. It's a phrase that says, hate war, love the warrior. Hate war, love the warrior. And that's what we do today, to remember the warrior, the hero. My opening comments will be translated, and to do the translations and primarily the MCs for today are Lena Nguyen, from newscaster from KCAL TV and Channel 2. And Nam Loc community activist, but also who's helped us greatly with two concerts that really made, brought us over the top to make sure the memorial was dedicated today. And I'll turn over the main event, introductions and the translations to Lena and Nam Loc. Thank you. Kính thưa quý vị, vừa rồi là lời chào mừng của ông Craig Mandeville, đại diện cho ban tổ chức và đồng thời đại diện cho Ủy ban xây dựng tượng đài. Tôi xin phép để được lược dịch một cách rất là nhanh lời của ông Craig như sau. Trước hết xin thay mặt cho ban tổ chức cũng như là Ủy ban xây dựng tượng đài, tôi xin gửi lời cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý vị trong buổi lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm chiến sĩ Việt Mỹ tại Westminster, một ngày lịch sử để tưởng nhớ đến những chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã sánh vai chiến đấu để bảo vệ cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ, hơn 300.000 chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cùng hàng ngàn người đã mất tích trong cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, gần 11 năm trường. Thật không còn nơi nào thích hợp hơn là thành phố Westminster để xây dựng đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt Mỹ, bởi vì California là tiểu bang có tỷ lệ tử vong cao nhất với 5.575 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến. Thêm vào đó, Westminster cũng là nơi mà đông đảo người Việt tị nạn đã chọn để làm chốn dung thân. Nhìn hình ảnh các quân nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến đầy hiểm nguy tại Trung Đông hiện nay, rồi chợt nghĩ đến những cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, có lẽ sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến một câu nói, thù ghét chiến tranh nhưng yêu mến chiến binh. Và đó chính là điều mà chúng ta đang tưởng nhớ trong ngày hôm nay, những chiến binh và họ cũng là những vị anh hùng. Và sau đây chúng tôi giới thiệu cùng quý vị hai người điều khiển chương trình là cô Lê Năng Nguyễn và ông Nam Lộc. Lina xin kính chào quý vị. Nhiều người mà không biết Lina, hỏi Lina nói tiếng Việt được không?
Lina nói được, nói tiếng Nam, tiếng Huế, tiếng Bắc gì cũng nói được hết trơn á. Nhưng mà Lina nói tiếng Việt không cách gì mà hay bằng anh Nam Lộc. Như vậy, hôm nay Lina đến đây để dịch tiếng Anh. Và anh Nam Lộc, because you're the best, you will be doing Vietnamese today. Thank you. Welcome, welcome, welcome. We are so happy to have you here. This is an historic event. We have a wonderful program. What you are about to see will be very, very emotional. I felt goosebumps when I saw those helicopters fly overhead, and I hope that you did too. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise for the presentation of the flags of our allies during the Vietnam War and the flags of the military services. The leading flags are for Australia, New Zealand, Korea, Thailand, and the Philippines. The other flags are the service flags of the U.S. and the Republic of Vietnam, carried by Republic of Vietnam soldiers and U.S. soldiers who served in Vietnam. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi kính mời toàn thể quý vị cùng đứng lên để làm lễ rước quốc kỳ của các quốc gia đồng minh tham dự trong cuộc chiến Việt Nam cùng quân kỳ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Và tất cả sẽ do các cựu chiến binh Mỹ, Việt thủ kỳ. Rước quốc kỳ của các quốc gia đồng minh gồm có quốc gia Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan và Phi Lột Tân. And please remain standing for the invocation by Rear Admiral Chaplain Hal Camp. Và xin quý vị hãy tiếp tục đứng nghiêm để nghe Phó Đô đốc tuyên ý Hal Camp đọc lời chúc lành cho tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Please bow your heads. Precious Lord, we are assembled here today to dedicate phase 2 of this magnificent memorial. The bronze 11-foot-tall sculptures depict the honor and heroism of South Vietnamese and American servicemen who fought side by side. The memorial was made possible by Americans of Vietnamese descent now residing in or near the city of Westminster, and the design and funding was from these same patriots. May the grandeur of this memorial, with its sculptures, flagpoles, water features, grass berms, and eternal flame forever serve as their eternal memorial. Amen. Well, there are too far many dignitaries, officials, and key military personnel and heroes who fought for freedom here to introduce them all, but I would like to recognize a few of them. And if you could please hold your applause until we are finished, and you may now be seated. Xin kính mời quý vị an tọa. Và thưa quý vị, như Lê Na Nguyễn vừa trình bày là chúng ta có rất nhiều và rất đông quý vị quan khách từ cấp liên bang, tiểu bang, quận hạt cũng như quý vị dân cử. Cho nên nếu mà đọc tất cả những danh sách đó có lẽ sẽ kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cho nên chúng tôi xin phép để được xứng danh một vài vị mà thôi. Xin cảm ơn sự thông cảm của tất cả quý vị. U.S. Congressman Dana Rohrabacher. And U.S. Congressman Ed Royce. California State Senator Joe Dunn. Assemblyman Lou Courier. The Mayor of Westminster, Margie Rice. Orange County Board of Supervisors, Charles Smith. Mayor Pro Tem of Westminster, Russell Paris. Westminster Councilman Kermit Smart. Westminster Councilman Andy Quet. Westminster Councilman Frank Fry. The Mayor of Garden Grove, Bruce Broadwater. The Mayor Pro Tem of Garden Grove, Van Tran. Garden Grove Councilmember Bill Dalton. Garden Grove Councilmember Mark Rosen. Garden Grove Councilmember Mark Lees. Mayor Pro Tem of Santa Ana, Brett Franklin. Santa Ana Councilmember Mike Garcia. Santa Ana Councilmember Jose Solorio. Mayor Pro Tem of Fountain Valley, Guy Carozo.
Fun Valley Council Member Cheryl Brothers. The Mayor Pro Tem of Huntington Beach, Kathy Green. Huntington Beach Council Member Gil Corer. Placentia Councilman Norman Eckridge. Mayor of Stanton, David Schauer. Mayor of Mission Viejo, John Paul Ledesma. Vice Mayor of Mission Viejo, Gal Revis. Santa Ana Council Member Mike Garcia. We've already gone through that. We've got some doubles here, but the Mayor Pro Tem of Santa Ana, also here, Brett Franklin. And Westminster School District Board Trustee Joanne Purcell. Westminster Board of Trustee President Jim Reed. Superintendent of Westminster School District Barbara Dehar. Westminster School Board of Trustee Vice President Helena Rakowski. And again, we apologize that we don't have enough time to read the whole list, and I'm sorry, and I wish you understand. Chúng tôi một lần nữa rất là xin lỗi quý vị vì danh sách quá dài. Và chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng gửi một tràng pháo tay rất lớn cho những quý vị quan khách có sự hiện diện trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên xin quý vị và chúng tôi không quên xin tất cả quý vị hãy gửi một tràng pháo tay để đón nhận rất nhiều đồng hương chúng ta đã đến từ khắp mọi nơi trên thế giới cũng như là khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ. Besides the honor of having your presence here, the VIPs, the many VIPs we did not list. Also, please welcome the many, many Vietnamese Americans who have come from all over the United States and all over California as well. Sitting here in the hot sun, welcome and thank you for coming today. And now, ladies and gentlemen, you know her very well. She's a familiar face in the Vietnamese community. She is here to present the official welcome. We're talking, of course, about the mayor of Westminster, Mayor Margie Rice. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị, bà thị trưởng thành phố Westminster sẽ ngỏ lời chào mừng tất cả quý vị quan khách tham dự. Và sau đó tôi xin phép để được lược dịch và diễn văn của bà. Xin quý vị một tràng pháo tay rất lớn để đón mừng thị trưởng Westminster. Welcome. I am so happy to be here today and to say welcome to our city of Westminster. To our honored guests, ladies and gentlemen, and especially all our veterans who are here today, on the behalf of the city of Westminster, I welcome you. And the city council is here. I would take this time to introduce my fellow council members. Mayor Pro Tem Russell Paris, stand please. These people have worked right along with the committee to make sure that this event came about. Councilman Kermit Marsh. Councilman Andy Quark. And our great hero of today, Mr. Frank Fry. Thank you. I welcome you to Sid Goldstein Freedom Park. This is a park where we come to remember and honor our servicemen who lost their lives fighting for freedom all over the world and especially in Vietnam. It is a pleasure and an honor to be a mayor in a community where the sacrifices made by both the South Vietnamese and the American soldiers who fought for freedom in Vietnam are finally being recognized with such a magnificent monument. We gather here today to dedicate this memorial to those who chose to answer the call of duty, and they served their country with honor. Vietnam War veterans and American war veterans deserve our gratitude and respect. At this time, I'd like to invite all of the veterans here to please stand and be recognized. Thưa quý vị, trong giây phút này, tôi xin mời tất cả các cựu chiến binh Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ, xin tất cả quý vị cùng đứng dậy
tất cả những người cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ xin cùng đứng dậy để mọi người chiêm ngưỡng và vinh danh quý vị. Thank you. This is an expression of our appreciation for your sacrifices in protecting the rights of others. We salute you. And I am so pleased that we're all here together today. The City Council joins the Memorial Committee, whose members work so tirelessly and hard, raising the funds needed to build this beautiful memorial. In dedicating it to America and South Vietnamese soldiers who made the ultimate sacrifice for their country, let it be a place of remembrance and healing for our community and for our country. God bless everyone who fights for freedom. God bless our city of Westminster, and God bless America. Thank you. Kính thưa quý vị quan khách và đặc biệt là các cựu chiến binh, thay mặt thị xã Westminster, Phó Thị trưởng Ross Paris cùng các nghị viên Hội đồng Thành phố, tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đã có mặt tại Công viên Tự do và cũng là nơi mà chúng ta đang tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến để bảo vệ tự do và dân chủ tại Việt Nam. Thật là một vinh dự lớn lao cho thị trưởng của một thành phố, nơi mà đài tưởng niệm được dựng xây để tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả và anh dũng của các chiến sĩ Việt, Mỹ. Hôm nay chúng ta cùng tụ họp nơi đây để vinh danh các chiến sĩ đã đáp lời sông núi và phục vụ cho Tổ quốc. Xin quý vị hãy cùng với tôi, chúng ta hãy biểu tỏ lòng ngưỡng mộ đến tất cả các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như biết ơn sự hy sinh của họ trong cuộc chiến. Và tôi cũng rất hoan hỷ được góp mặt cùng quý vị để tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ. Hội đồng thành phố Westminster kết hợp với Ủy ban xây dựng tượng đài đã chung sức nỗ lực quyên góp tiền bạc đủ để xây dựng tượng đài nguy nga tráng lệ này nhằm mục đích vinh danh các chiến sĩ Việt-Mỹ đã hy sinh cho Tổ quốc. Chúng ta hãy để tượng đài này làm nơi tưởng niệm và cũng là nơi hàn gắn cho cộng đồng và xứ sở chúng ta. Xin Thượng Đế ban ơn cho tất cả mọi người đã chiến đấu cho tự do và dân chủ, ban ơn cho thành phố Westminster và ban ơn cho đất nước Hoa Kỳ. We'd also like to recognize here with us today from the United States Federal Court, the Honorable Judge David Carter, and also from Orange County, the Board of Supervisors, Supervisor Chuck Smith. And now it is my pleasure to introduce the former mayor, now city council member, and whose idea made this memorial a reality. He speaks today as the president and founder of the Vietnam War Memorial in Westminster. Ladies and gentlemen, Mr. Frank Fry. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là diễn văn của nghị viên Frank Fry, Chủ tịch Ủy ban xây dựng tượng đài, đồng thời cũng là người khởi xướng ra dự án xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ tại Westminster. Kính chào quý vị. Ladies and gentlemen, distinguished guests and fellow veterans, it's an honor for me to stand before you this morning, because as we come together to pay tribute to the fallen soldiers represented by this memorial, it's been a long, long journey for us to reach this moment. It started years ago when I saw Vietnam veterans returning home to a country that failed to embrace them for answering their country's call to duty. And they were fighting for freedom, the freedom of those who demonstrated against them and called them names. And then several years ago, as mayor, I saw an opportunity to right that wrong and developed a nonprofit organization that would become an ultimate nonprofit private partnership with only one focus: to raise funds to build a memorial to finally recognize the American and South Vietnamese soldiers who sacrificed their lives during the Vietnam War. I envisioned a place where people could pay their respects
and remember their lost family members and friends. In 1996, a national contest was held to design a monument in honor of American and Vietnamese servicemen who fought side by side in Vietnam. It would be the first of its kind, and now it is the only one of its kind. A panel was selected to review the proposals. The panelists, if you're here, please stand up when I mention your name. Marge Swenson. Sandra Evans. Major General James Monagle. Lieutenant Lam Quang Thai. And I want to thank you all for helping pick out the next member that I'm going to introduce, Tuan Nguyen, the sculptor. Tuan. We signed him in 1996. Now, the Vietnam War Memorial Committee in Westminster, it was formed in 1999. The group has worked diligently, and I'd like to introduce the executive committee to you. And again, please stand as you're introduced. My ramrod, Craig Mandeville. He's the one that is playing MC today. Joey Nguyen. Joey. Minduk Ho. Don Tran. Catherine Nguyen, our finance officer. And our project manager, Lam Nguyen. Jerry, are you here? The one that constructed this whole thing, we gave him the contract. All right, Jerry. Welcome, because it wouldn't be possible without you. Now, we've been through a lot together, but I'm sure you'll agree that being here today has made it worth the many hours spent on fundraising. I also want to thank those of you who contributed financially to the memorial. The majority of those who contributed funds for this memorial are the new Americans from Vietnam. And I want to thank you so much for your part. We welcomed them to our community, and they have given us much in return. And I just can't say enough about your generous contributions to this memorial. At this time, let us pause to remember the Westminster Native Sons who paid the ultimate price for freedom. They are Earl Fernandez, Gail Gotti, Dennis Williams, Richard Croxon, Klaus Evgolf, Stephen Forrest, John Golden, Harry Bucha Jr., and Lester Pelham. I'd also like to include those soldiers who attended Westminster High School, but were not residents of Westminster. They are Leland Finley, Robert Biscalouse, William Grant, and Larry Gleam. Now, with us today is Larry Gleam's mother, Mrs. Gertrude Wood, and I want to welcome you here, especially for our memorial, which is for your son. In closing, I'd like to read to you what is written on the plaque
at the base of the statue that is dedicated to the heroes who are represented by this memorial. It is sometimes said that heroes are hard to find. People who understand the meaning of duty, honor, and country need look no further than those who fight for freedom and democracy. God bless those who are being remembered here today, and God bless America. Thank you for coming. Kính thưa quý vị quan khách và các bạn cựu chiến binh, thật là một vinh dự cho tôi được đứng trước mặt quý vị buổi sáng hôm nay khi chúng ta tề tựu về đây kính cẩn nghiêng mình để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Phải nói rằng chúng ta đã phải trải qua một chặng đường khá dài mới có giây phút hôm nay. Tôi còn nhớ đã lâu lắm rồi khi tôi thấy các cựu chiến binh Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam trở về quê hương mình đã không được đón chào một cách trọng thể dù họ đã đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc để chiến đấu cho tự do và dân chủ. Và cách đây mấy năm, khi còn là thị trưởng thành phố Westminster, tôi đã may mắn có được cơ hội cố gắng biến cái sai thành cái đúng và đã đứng ra thành lập một tổ chức bất vụ lợi mà sau này trở thành một công ty hợp doanh với mục đích vận động công tác quyên góp tiền bạc để dựng xây tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Chính tôi đã hướng dẫn chọn một địa điểm thuận lợi để mọi người có thể đến để tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ thân nhân và bằng hữu đã hy sinh trong cuộc chiến. Năm 1996, chúng tôi đã tổ chức cuộc thi vẽ đồ án cho tượng đài để vinh danh các chiến sĩ Việt Mỹ chiến đấu bên nhau tại Việt Nam. Phải nói rằng đây là cuộc thi đầu tiên được phát động với một ủy ban chọn lựa để lo cho dự án này. Và cũng trong năm 1996, ủy ban đã chọn điêu khắc gia nổi tiếng thế giới ông Nguyễn Tuấn để thực thi đồ án tượng đài chiến sĩ. Ủy ban xây dựng tượng đài tại Westminster được thành lập năm 1999 và ủy ban và cùng tất cả các thành viên đã làm việc đều rất là tận lực. Chúng tôi đã ngồi xuống và miệt mài làm việc với nhau, nhưng tôi đoan chắc rằng sự hiện diện đông đảo của quý vị trong ngày hôm nay đã minh chứng việc chung sức đóng góp cho tượng đài mang thêm nhiều ý nghĩa. Tôi cũng xin cảm ơn những ai đã đóng góp tài chính để xây dựng tượng đài mà đa số là người Mỹ gốc Việt. Trong giây phút này, chúng ta hãy giữ thật yên lặng để tưởng nhớ đến những đứa con thân yêu của thành phố Westminster đã hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng tự do, kể cả những chiến sĩ đã từng theo học tại trường trung học Westminster dù không phải là cư dân của thành phố này. Cuối cùng, tôi xin đọc cho quý vị hàng chữ viết ngay dưới bệ đài để tuyên dương những vị anh hùng. Hàng chữ đó như sau: người ta vẫn thường nói rằng rất khó để tìm ra những vị anh hùng. Thế nhưng nếu bạn hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của trách nhiệm, danh dự và tổ quốc thì bạn không cần phải nhìn đâu xa mà hãy nhìn ngay vào những người đã và đang chiến đấu để bảo vệ tự do và dân chủ. Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho những người đã khuất và phù hộ cho đất nước Hoa Kỳ. Ladies and gentlemen, the next presenter is a Vietnamese American Orange County Superior Court judge, also a friend of mine, and he doesn't need a translator. Ladies and gentlemen, please welcome Judge Nho Dong Nguyen. Và kính thưa quý vị, bây giờ là diễn từ của ông Nguyễn Trọng Nho, thẩm phán tòa thượng thẩm Orange County. Và ông Nguyễn Trọng Nho, thẩm phán Nguyễn Trọng Nho cũng là một cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Good morning, ladies and gentlemen. Before I begin, please allow me to say a few words of thanks to the wonderful city councilman and the chairman of the committee and his committee, the people in his committee, in particular, one of the war heroes of the United States Army, Colonel Craig Mandeville, who received two Purple Hearts, serving two tours of duty in Vietnam, and also receiving two Silver Stars from his sacrifice during the war in Vietnam. And also, thank you, Major Marjorie Rice. Thank you. Ladies and gentlemen, we gather here today in witness to the dedication of the freedom-loving people who gave time and money and put their hearts and souls into the making of this memorial. They are from all walks of life, from cities and states across the continent. I am so proud and moved
by the efforts of Vietnamese Americans and American friends in Orange County and the surrounding areas in moving this project forward to fruition today. As a former officer of the Vietnamese Army, I am overwhelmed by the great honor of speaking at this monument's dedication. Today marks a historical homecoming in a journey of freedom. The people who traveled that pilgrimage were the 58,000 Americans whose names were engraved on the wall of the Vietnam War Memorial in Washington, D.C. And several hundred thousands Vietnamese soldiers whose memories live in eternity in the hearts of those dedicated to freedom all over the world, and millions Vietnamese and Americans who marched with them. Their common journey of sacrifice for freedom was suffused with tears, permeated with the sweat and hardship, immense personal harm and terror inflicted by their atrocious enemy. But ironically, as the wonderful city councilman Frank Fry said earlier, the tremendous pain and sacrifice that they had was not being understood by many in the outside world. Yet, with every drop of blood shed, they inscribed their own memorial to the noble purpose they served, to preserve peace and liberty for the South Vietnamese people. By their sacrifice, deeds, and heroism, they sent a clear message to the world that communism was not paradise, that the enemy's object was not liberation. The war ended about this day 28 years ago. The communist invaders celebrate their victory, calling themselves liberators, but not those of us who knew the lies and deceit, the oppression that was to come, the denial of basic rights that would shackle our people. Millions of Vietnamese who witnessed their countrymen being ground into despair, determined to carry on the soldiers' messages until it would be heard. For the first time in the 4,000-year history as a people, Vietnamese from every corner of society fled their homeland. They trusted themselves in uncertain waters rather than remain in a land of injustice and inequities, to continue the journey for freedom that was arrested with the fall of Saigon on April 30, 1975. In their resumed passage of horrors, thousands drowned in the stormy seas, thousands more were harmed and killed by pirates and imprisoned by the communists. But the tears, sorrow, and loss of loved ones only strengthened their conviction to deliver the message of the soldiers to distant shores. And as Councilman Frank Fry noticed, the world came at last to see and hear their pleas for freedom, human dignity, and aspiration for democracy over communist tyranny. Finally, yes, finally, the victory of communist forces became pyrrhic and hollow. Those heroic soldiers and millions of men and women, Vietnamese and Americans who traveled this journey saw the fruits of their sacrifice in the collapse of the Soviet Union and the breakdown of communism over the world. The large number of Vietnamese Americans fighting beside other Americans in the war in Iraq attest to the Vietnamese people's continuing commitment to freedom and antipathy to oppression and tyranny in any form. Today, we gather here to honor our fallen soldiers, the men and women who served in the Vietnam War, and to say to them, at last, the world has listened to their entreaties and recognized their sacrifice. This memorial marks the end of their journey, but we must make their sacrifice continue to matter so that freedom, human dignity and human rights will soon reign over the country of Vietnam.
Let this memorial with its eternal flame serve as a symbol to the world that America always champions freedom and that freedom will always triumph. May our nation and her leaders always be steadfast and our people forever strong and courageous to serve as a beacon of liberty for the world. Thank you, ladies and gentlemen. Kính thưa quý vị tướng lãnh, quân nhân các cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, thưa quý vị đại diện các cơ quan chính quyền, tôn giáo và tổ chức cộng đồng, thưa toàn thể đồng bào thân mến, chúng ta gặp nhau nơi đây để làm chứng cho sự tận tụy của những người trong cộng đồng này và những người yêu chuộng tự do đã bỏ tiền bạc, thì giờ và tâm hồn của mình vào việc xây dựng tượng đài này. Trong số những người đó, có một người anh hùng của cuộc chiến tại Việt Nam, đó là Craig Mandeville, đã nhận được 2 huy chương anh dũng bội tinh với ngôi sao bạc và 2 huy chương chiến thương bội tinh. Cùng với những người tận tụy khác ở trong Ủy ban xây dựng tượng đài như là ông Frank Fry và nhà điêu khắc tuyệt tác Tuấn Nguyễn của chúng ta, tôi rất hãnh diện về những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng người Việt tại quận Cam và Phùng Liên Hệ và những người bạn của họ trong việc xây dựng tượng đài ngày hôm nay. Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi là một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa được nói chuyện với quý vị nhân dịp khánh thành đài kỷ niệm này. Ngày hôm nay đánh dấu sự khải hoàn lịch sử của một cuộc hành trình cho tự do. 58.000 người lính Hoa Kỳ mà tên tuổi đã được khắc ghi trên tường kỷ niệm tại Hoa Thịnh Đốn và bao trăm ngàn người chiến sĩ Việt Nam mà hình ảnh đã vĩnh viễn in sâu trong tâm khảm của những người Việt yêu tự do trên thế giới và hàng triệu triệu người khác đã cùng đi trong hành trình tự do với họ. Con đường hy sinh của họ đầy rẫy những nước mắt thấm ngập mồ hôi và gian khổ với những nguy nan vô bờ cho cá nhân và những nỗi kinh hoàng gây nên bởi sự tàn ác của kẻ thù. Và thêm vào đó, đặc biệt là sự chớ trêu, đau đớn do sự thiếu hiểu biết và cảm thông từ thế giới bên ngoài. Tuy vậy, với mỗi giọt máu nhỏ xuống, họ đã tự viết lên những lâu đài tưởng niệm cho mục đích cao cả mà họ phục vụ, bảo vệ hòa bình và tự do cho miền Nam Việt Nam. Với những hy sinh anh dũng, họ đã gửi đến thế giới một thông điệp rõ ràng rằng Cộng sản không phải là thiên đường và mục đích của kẻ thù của họ không phải là giải phóng. Cuộc chiến đã chấm dứt vào thời gian này 28 năm trước đây. Những kẻ xâm lăng Cộng sản đã ăn mừng chiến thắng và tự phong là quân giải phóng. Nhưng điều đó không che mắt được những người đã quá hiểu biết về những sự lừa dối của Cộng sản để thấy sự đàn áp đã đến và sự tước đoạt các quyền căn bản sẽ diễn ra để khống chế nhân dân. Hàng triệu người đã nhìn anh em đồng bào của họ bị ngụp lặn trong tuyệt vọng, đã quyết tâm tiếp tục chuyển đi thông điệp của những người chiến sĩ trước đó cho tới khi thế giới phải lắng nghe. Và hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc, những người Việt, chúng ta phải ghi nhớ, từ hang cùng ngõ hẻm của xã hội đã rời bỏ quê hương, họ phó thác sinh mệnh cho biển khơi bất định hơn là chấp nhận sự kiềm chế trong vùng đất của bất công và phi nhân. Họ ra đi để tiếp tục hành trình đã bị gián đoạn bởi sự thất thủ của Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Trong hành trình nối tiếp đầy kinh hoàng này, hàng ngàn người đã gửi xác trong đại dương giông bão, hàng ngàn người khác đã bị hãm hại và giết chết bởi hải tặc hoặc bị giam cầm bởi Cộng sản. Nhưng nước mắt, nỗi đau đớn và sự mất mát của người thân chỉ làm tăng cường quyết tâm của họ đem cho được thông điệp tự do đến các bến bờ xa xôi để chỉ bày cho thế giới biết sự thật về Cộng sản. Và sau cùng rồi, thế giới cũng đã nhìn và nghe thấy được ước nguyện của họ. Nhân phẩm, nhân quyền và khát vọng dân chủ thay vì chế độ Cộng sản hà khắc. Và sau cùng, chiến thắng của Cộng sản đã trở thành một sự thảm bại và vô nghĩa. Những chiến sĩ anh hùng của chúng ta và hàng triệu người đồng hành đã nhìn được kết quả của công lao của họ trong sự sụp đổ của Nga Xô và Cộng sản đó đây trên thế giới. Số đông người Mỹ đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong trận chiến tranh Iraq đã là một bằng chứng cho thấy quyết tâm của người Việt phục vụ cho tự do, chống lại đàn áp và độc tài dưới bất kỳ hình thức này. Nào, ngày hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để tôn vinh những anh hùng tử sĩ cũng như những người đã phục vụ với họ và để chúng ta nói với họ rằng thế giới đã lắng nghe họ và nhìn nhận được giá trị những hy sinh cao lớn của họ.
Đài tưởng niệm này ghi dấu đoạn cuối của hành trình của họ, nhưng chúng ta cần làm sao những hy sinh của họ tiếp tục càng có ý nghĩa hơn bằng cách mang tự do nhân phẩm trở về cho 480 triệu người Việt Nam. Đài tưởng niệm này với ngọn lửa thiêng cháy mãi sẽ là một biểu tượng cho thế giới thấy rằng nước Mỹ luôn chiến đấu cho tự do và tự do luôn luôn chiến thắng. Xin hãy cùng cầu nguyện rằng quốc gia này và những nhà lãnh đạo của chúng ta luôn chân cứng đá mềm và nhân dân chúng ta luôn vững mạnh và can trường để tiếp tục làm ngọn hải đăng của tự do cho nhân loại. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị. It's now my distinct honor to introduce to me as an American veteran, a great American. She served as a nurse during the Vietnam War. I was wounded several times. I wish I'd awakened and seen her when I was wounded. She's a member of Chapter 785, Vietnam Veterans of America. She's a fellow Vietnam veteran, Justice Eileen C. Moore. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thẩm phán tòa kháng án California, bà Eileen Moore, đồng thời cũng là một cựu điều dưỡng viên đã tham gia và phục vụ trong chiến trường Việt Nam. Good morning, everyone. Thank you very much for the honor of allowing me to be here today and sharing this wonderful morning with you. The suffering and sacrifices made by both American and South Vietnamese soldiers during the Vietnam War remain very real to those who were immediately involved and to their families. It is thus not surprising that as time passes, memories fade, and soldiers are reaching the end of their lives, there is a strong desire to recognize and memorialize the sacrifices in a physical way. At the same time, it is fitting that such a memorial recognize that the Vietnam War was a shared experience. Although often misunderstanding each other and each other's cultures, Americans and South Vietnamese fought side by side. The passage of time has allowed both of these groups to learn to understand each other as war buddies who shared the same foxhole. Though at first the Vietnamese might have thought of us to be strange and monstrous, and we were suspicious of them, the two groups have come a long way since I went to Vietnam as an Army nurse in 1966. I was assigned to the 85th Evacuation Hospital in the Quy Nhon Support Command area. The town of Quy Nhon was usually off limits because of mortar attacks. On the first of the few occasions I got there, I was greeted by a small mob of children who attacked me. My best guess is that someone told them that American women were hairy. They first yanked my fatigue pants out of my combat boots and heaved them up my pant legs. Murmurs of disappointment were heard. What they did not know, of course, was that the barbarian had shaved her legs that morning. Undeterred, they tugged at my arms. It really hurt when they pinched and pulled my peach fuzz. Ew, they wailed in disgust. The first person many of our wounded boys saw when they opened their eyes was a nurse. Often they would automatically reach up and touch her face, mostly just to be able to feel something soft. But also as an assurance that America and apple pie still existed.
Every night in the nurses' quarters, quiet sobs could be heard. I doubt any nurse, either American or Vietnamese, Nu Quan Non Cha Y, came away from the war without emotional wounds. Nurses were trained to make people feel better, but in Vietnam, they helped soldiers mend, only to send them back to combat, possibly to be killed. As visitors come to the Vietnam War Memorial, I hope this exposure to the war, to the open air of Freedom Park, will help all of us finally heal. I anticipate people from all cultures will look at the statues of the two young men and reflect on what a wonderful place America is. But let's hope they also remember the nurses who tenderly cared for both American and Vietnamese soldiers. Thank you. Kính thưa quý vị, bài diễn văn thật là cảm động của bà thẩm phán Elaine Seymour. Nhưng vì thời gian có hạn, tôi nên xét để được tóm dịch như sau. Nỗi thống khổ và lòng hy sinh vẫn còn in sâu trong lòng của hai dân tộc Việt-Mỹ đã trực tiếp chiến đấu cạnh bên nhau. Thời gian đã đi qua, những kỷ niệm đã nhạt phai, các chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống. Trong bầu không khí đầy xúc động hôm nay, nguyện ước của chúng ta giờ đây là ghi nhớ và tưởng niệm những gì họ đã hy sinh cho Tổ quốc. Và cũng ngày hôm nay, đúng là lúc để chúng ta công nhận rằng chiến tranh Việt Nam là một kinh nghiệm đáng nhớ. Mặc dù thường hiểu lầm về văn hóa, nhưng trong công tác, các chiến sĩ Việt-Mỹ luôn luôn chiến đấu bên cạnh nhau. Thời gian chiến đấu đã làm cho họ hiểu nhau hơn và coi nhau như những người bạn thân cùng chia sẻ một chiến hào. Ngay từ lúc đầu, mặc dù người Việt Nam có thể nhìn chúng tôi là những người xa lạ, dị chủng, và chúng tôi cũng có những ngờ vực người Việt Nam, cả hai dân tộc phải trải qua một thời gian khá dài cho tới khi tôi đến Việt Nam năm 1966 phục vụ như một người y tá lục quân. Tôi được phân công làm việc tại bệnh viện tàn thương ở căn cứ yểm trợ Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn thường bị cấm trại vì pháo kích. Trong những ngày đầu, khi có dịp xuống phố, đám trẻ con bu quanh và tấn công tôi. Tôi đoán chừng ai đó đã dạy chúng rằng những người đàn bà Mỹ còn có hỗn danh là các mụ mắt tròn, lông lá tùm lum. Việc trước tiên là chúng giật phăng cái ống quần khỏi đôi giày trận của tôi và kéo lên cao. Tôi nhận thấy chúng rất thất vọng vì đã không tìm ra được một sợi lông nào. Bởi vì chúng đâu có biết rằng cái mụ mắt tròn kia đã cạo sạch lông chân sáng nay rồi. Nhưng dần dần thì sự thông cảm và mối liên hệ càng ngày càng bền chặt. Hai nền văn hóa có cơ hội gắn với nhau. Cảm ơn quý vị tình nguyện viên và cánh tay rộng mở của thành phố Westminster đã để cho quận Cam hiện nay là nơi duy nhất trên thế giới có tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ đứng bên nhau cùng dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Có khoảng 7.000 nữ y tá đã phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam mà 7 người đã bỏ mình nơi trận tuyến. Số lượng tuy nhỏ so với các chiến binh khác, nhưng tôi hy vọng rằng khách viếng thăm tượng đài sẽ tưởng nhớ đến họ. Cũng như những khách viếng thăm tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, tôi hy vọng rằng việc phơi bày cuộc chiến để dẫn đến công viên tự do cuối cùng sẽ giúp chúng ta chữa lành được vết thương. Tôi tiên liệu rằng tất cả mọi người với những khác biệt văn hóa sẽ chiêm ngưỡng tượng đài với hai chiến sĩ trẻ và làm sáng danh cho xứ sở tự do mang tên Hiệp Chủng Quốc. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, look how blessed we are. It's a beautiful day, right? Not too hot, beautiful sun. Please take one moment to look around you and remember this moment. It is something you will remember for the rest of your life. It is something you will tell your children about. It is something your children will tell their children about. This is history in the making, and you are here to share it with all these people here today. So please take a moment, remember this time in history. Thưa quý vị, cô Lena và chúng tôi xin được chung vui với quý vị, bởi vì quý vị đã hiện diện ngày hôm nay trong giây phút lịch sử của 28 năm tị nạn. Quý vị hãy giữ lại giây phút này trong lòng quý vị. Nhớ rằng 28 năm trước vào giờ phút này, Cộng sản đã kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ xuống. 28 năm sau, tại thủ đô tị nạn, chúng ta dương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ.
và vinh danh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin nhớ và giữ mãi và tâm khảm trong tim quý vị giây phút lịch sử này. Cảm ơn quý vị. And now the person who helped select the state design and has been with this project from the very beginning, ladies and gentlemen, Lieutenant General Thi Quang Lâm. Và thưa quý vị, chúng tôi còn hai vị khách nữa. Và vị thứ nhất, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Trung tướng Lâm Quang Thi, và ông cũng là một thành viên trong Ủy ban tuyển chọn điêu khắc gia và mẫu tượng đài. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is indeed a great honor for me to be invited to speak at this very important event. As a member of the Selective Committee for the Vietnam War Memorial, I am glad to see that this project, after a rocky start, has finally come to fruition in this beautiful city of Westminster, the first city of the nation committed to honoring U.S. and South Vietnamese soldiers who had fought side by side and who had given their life for the cause of freedom. This monument has not come at a more opportune time. Và thưa quý vị, đây là hình ảnh quen thuộc trong chiến trường Việt Nam. Chiếc trực thăng đã mang biết bao nhiêu quân đội ra chiến trường. This helicopter is from the National Guard. And for soldiers in Vietnam, this sound, the Huey helicopter, took us into combat, brought us out of combat, and unfortunately brought the dead and wounded out of combat. So the Vietnam soldier, Vietnamese American, and an American soldier, this is the sound of Vietnam furnished to us by the National Guard. Thank you, sir. Let them finish. I didn't know this was planned. Và thưa quý vị, một lần nữa, đây là những hình ảnh quen thuộc 30 năm trước đây mà chúng ta đã thường nhìn thấy những chiếc trực thăng đã tải quân ra chiến trường và đồng thời cũng làm nhiệm vụ tải thương, đóng góp rất là tích cực trong cuộc chiến đấu cộng sản và giành tự do dân chủ tại Việt Nam. Maybe they know I'm speaking. Okay. This monument has not come at a more opportune time. Because after the war, the communist regime, by a barbaric act of retribution, had desecrated our military cemeteries and violated the sanctity You know, that's an Army helicopter. They had to come by twice. They didn't want the Marines to get it by themselves. Okay, he got the word. The Marines were on time. The Army finally showed up, but they had to stay longer. And I apologize to you, General T, for your interruption of your speech, and we'll try to keep from interrupting you again, sir. Excuse me. This monument has not come at a more opportune time, because after the war, the communist regime, by a barbaric act of retribution, had desecrated our military cemeteries and violated the sanctity of the resting places of our soldiers. But I am confident that this monument will be built in other cities of America. But more importantly, it will be built in the cities of a free and democratic Vietnam. Today we gather here to pay our respect to our fallen heroes, with a strong conviction in our hearts that they have not died in vain. They have not died in vain because the Vietnam War, in the view of many political analysts, has bought time for the free world to defeat the international communist system and to liberate hundreds of millions of people from communist oppression. To honor the memories of those who died to protect our liberty, we should carry on their fight. We must commit ourselves to eradicating terrorism and bringing down the remnant autocratic regimes, because terrorists, dictators, and tyrants are the enemy of freedom,
and a threat to our civilization. In this regard, the Vietnamese communities in America are proud that young Vietnamese Americans have served with honor in the U.S. Armed Forces in the 1991 Gulf War and in the current operation in Iraq, in Afghanistan, in other United Nations-sponsored peacekeeping missions. Ladies and gentlemen, there is a saying that people can die twice, the day of the dead and the day when their memories fade away with the passing of time. Today, by dedicating the Vietnam War Memorial in Westminster City, we are determined to make sure that our fallen heroes don't have to die a second time. Thank you. Kính thưa quý vị quan khách, các thưa kính thưa đồng bào và anh chị em thân hữu chiến hữu thân mến, thật là một vinh hạnh lớn lao cho tôi được ban tổ chức mời đến đây để phát biểu ý kiến trong ngày trọng đại hôm nay. Xã tôi là một thành viên trong ủy ban tuyển chọn tượng đài. Tôi đã làm sung sướng mà nhận thấy rằng dự án này sau nhiều trở ngại lúc ban đầu đã rốt cuộc thành tựu mỹ mãn tại thành phố xinh đẹp Westminster này, một thành phố đầu tiên trong Liên bang Hoa Kỳ đã quyết tâm vinh danh các chiến sĩ Mỹ Việt đã cùng nhau chiến đấu chung và đã hy sinh cuộc đời mình cho lý tưởng tự do. Tượng đài này đã xây cất rất là đúng lúc, là bởi vì sau cuộc chiến tranh Việt Nam, Tập đoàn Cộng sản Hà Nội bằng một hành động trả thù dã man, họ đã xúc phạm đến các nghĩa trang quân đội của chúng ta. Họ đã vi phạm đến tính cách thiêng liêng của nơi an nghỉ cuối cùng của các chiến sĩ của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng rồi đây tượng đài này sẽ được xây cất trong các thành phố khác của Hoa Kỳ, và quan trọng hơn nữa, nó sẽ được xây cất trong các đô thị của một nước Việt Nam tự do và dân chủ. Hôm nay chúng ta tề tựu tại đây để tỏ lòng tri ân đối với anh hùng liệt sĩ với một lòng tin sắt đá rằng họ không có hy sinh một cách oan uổng. Họ đã không hy sinh một cách oan uổng là bởi vì chiến tranh Việt Nam, theo sự nhận xét của các phân tích gia Tây Phương, đã mua thời gian cho thế giới tự do để đánh bại Tập đoàn Cộng sản quốc tế và giải thoát hàng trăm triệu người dân khỏi công cùng Cộng sản. Để tưởng niệm đến vong linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ sự tự do của chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến đấu của họ. Chúng ta phải quyết tâm tiêu diệt các phong trào khủng bố, tiêu diệt các chế độ chuyên chế tàn dư hiện nay, bởi vì bọn khủng bố, bọn độc tài và bạo chúa là kẻ thù của tự do, là mối đe dọa của nền văn minh của chính chúng ta. Về điểm này, cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ rất lấy làm hãnh diện, bởi vì thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt đã phục vụ đắc lực trong quân lực Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, cũng như trong các cuộc hành quân hiện đang tiếp diễn tại Iraq, tại Afghanistan và trong những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khác dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị, có một câu ngụ ngôn nói rằng con người có thể chết hai lần. Lần thứ nhất khi họ lìa đời, và lần thứ nhì khi họ không còn được người đời nhắc nhở đến vì thời gian đã trôi qua. Thì hôm nay, khi chúng ta khánh thành cái tượng đài Việt Mỹ tại thành phố Westminster này, chúng ta quyết tâm bảo đảm rằng các anh hùng liệt sĩ không phải chết đi một lần thứ hai. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Trung tướng Lâm Quang Thi. Và thưa quý vị, vị khách phát biểu sau cùng, chúng tôi xin để ông Craig Menneville giới thiệu trước bằng Anh ngữ. Thank you. I have the distinct pleasure to introduce a two-tour Vietnam veteran, two tours in Vietnam, both tours as an advisor to the Republic of Vietnam forces, my former boss, a recognized military leader and warrior,
Lieutenant General Walter Ulmer. Thưa quý vị, sau cùng chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Trung tướng Walter Ulmer, người đã trải qua hai thời kỳ phục vụ tại Việt Nam với tư cách là cố vấn quân sự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. It's a great honor for me to be here today. It seems particularly appropriate in this time in our history that we pause to recall collective efforts of the past as well as the present. We have over 400 Vietnam memorials in the United States today. They stretch from coast to coast. I assisted with the North Carolina Veteran Memorial 15 years ago. Today, in an impressive park near Lexington, North Carolina, are the names of those from that state who gave their lives in Vietnam. But as we have heard, this is a special memorial with a particular message that Americans and South Vietnamese were together in an heroic cooperative effort. Last fall, I was a visiting professor at Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania. I found many of the students surprised to hear that the South Vietnamese and the Americans fought side by side against the military and political onslaught. Since Vietnam was the most reported and perhaps our least understood military involvement since World War II, their surprise was not unexpected. Perhaps this monument can assist in refurbishing memories while stimulating hopes. Most of my service in Vietnam was with Vietnamese forces, first as a regimental advisor in the Central Highlands, 1964-5, then as a division advisor during the Communist Spring Offensive of 1972. It was at An Lac, just a few days short of 31 years ago, that I first met General Nguyen. He was then a colonel and province chief of Binh Long. An Lac was surrounded by North Vietnamese forces and would remain so for 2 months. He and I, with a few Americans and several thousand brave South Vietnamese troops, supported by combined air power, shared a victory that in 1972 secured Saigon. Then Colonel Nguyen, highly decorated by America and the Republic of Vietnam for his heroic leadership, represented the determination and commitment that was so rarely noticed by the outside world. After a visit to the battlefield in 1968, an American reporter had written, "I was in hell and I found the inhabitants surprisingly to be fine people." And this goes especially for the South Vietnamese soldiers. Too bad that America's will at home did not match the commitment on the battlefield. As we now know, opportunities for victory and for peace with freedom for the people of South Vietnam were clearly within reach in 1972. Perhaps this memorial and this gathering will remind us also that work for the people of Vietnam remains undone. The sacrifice in Vietnam was primarily that of the Vietnamese people. Perhaps 250,000 military casualties and maybe 1 million civilians killed in South Vietnam over those 10 years. American losses of some 60,000, while more than that number were lost here at home in any one of those 10 years by handgun, drug, and alcohol deaths among our youth, remain significant by any measure. Those human losses, Vietnamese and American, will be more meaningful when the people of Vietnam ultimately emerge from the oppression under which they have suffered since their so-called liberation in 1975. So what ideals and values are we perpetuating today? In a most elemental sense, we are saluting those who sacrificed and the values for which they gave their lives. As the British statesman William Gladstone said, "Show me the manner in which a nation cares for its dead,
and I will measure the tender sympathies of its people, their respect for the laws of the land, and their loyalty to its ideals. Perhaps this memorial to a noble past cooperative effort, imperfect as that effort was, will cause us to reflect on how we might courageously confront the perennial issues of sacrifice, compassion, justice, freedom, and peace, and confirm also our belief that peace by itself, without liberty and justice for all, is less than a worthy goal for a great nation. Thank you. Kính thưa quý vị, tôi xin phép để được tóm dịch bài diễn văn rất quan trọng và cảm động của Trung tướng Walter F. Ulmer Jr. Thật vinh dự cho tôi có mặt tại đây ngày hôm nay. Phải nói rằng đây là giây phút lịch sử để chúng ta hồi tưởng lại những nỗ lực cộng tác trong quá khứ. Tại Hoa Kỳ, chúng ta có hơn 400 đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam chạy dài từ Đông sang Tây. Nhưng đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ tại Westminster rất đặc biệt vì đã nói lên được sự hợp tác chặt chẽ giữa người Mỹ và quân dân miền Nam Việt Nam để chiến đấu chống Cộng sản và bảo vệ tự do dân chủ tại Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến được nhắc nhở đến nhiều nhất, nhưng lại là một cuộc chiến mà ít người hiểu được nhất về sự dính líu quân sự của người Mỹ kể từ đệ nhị thế chiến. Có lẽ tượng đài này sẽ giúp họ khôi phục lại những ký ức và khơi dậy niềm hy vọng. Khi còn phục vụ tại Việt Nam, hầu hết công tác của tôi là chiến đấu bên cạnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đầu tiên, tôi là cố vấn trung đoàn tại Cao Nguyên Trung Phần năm 1964, kế đến là cố vấn sư đoàn khi Cộng sản mở cuộc tấn công vào mùa xuân 1972. Chính tại An Lộc, cách đây đúng 31 năm, tôi đã hân hạnh gặp tướng Trần Văn Nhật. Lúc ấy, ông còn là đại tá và làm tỉnh trưởng Bình Long. Lực lượng Cộng sản Bắc Việt bao vây An Lộc trong vòng 2 tháng. Chính ông và tôi, với một số nhỏ quân nhân Hoa Kỳ và hàng ngàn binh sĩ dũng cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã không lực yểm trợ, đã chiến thắng vẻ vang năm 1972 để bảo vệ Sài Gòn. Có một phóng viên báo chí sau khi đi quan sát chiến trường năm 1968 đã viết: "Tôi như đang sống trong địa ngục, nhưng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi biết được những người sống quanh tôi đều là những công dân tốt và điển hình là những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa." Kính thưa quý vị, điều đáng buồn là ý chí chiến đấu tại Hoa Kỳ đã không phù hợp với sự cam kết trên chiến trường. Cho đến ngày hôm nay, hầu như ai ai cũng đồng ý rằng những cơ hội chiến thắng cùng viễn ảnh hòa bình để đem lại tự do và dân chủ cho người dân Việt Nam đã rõ ràng như trong tầm tay vào năm 1972. Có lẽ buổi lễ khánh thành và tưởng niệm hôm nay sẽ nhắc nhở về một việc làm mà người Mỹ đã không hoàn thành trách nhiệm đối với người bạn đồng minh Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam đã hy sinh quá nhiều. Trong vòng 10 năm, hơn 250.000 chiến sĩ đã đền nợ nước, và có lẽ chiến tranh đã giết chết gần 1 triệu người dân vô tội. Còn tổn thất phía Hoa Kỳ có gần 60.000 chiến sĩ hy sinh nơi chiến tuyến. Trong khi đó, thì ngay tại nước Mỹ, con số tử vong vì nạn xì ke ma túy thanh toán nhau bằng súng còn cao hơn nhiều. Nhưng dù sao thì phía Hoa Kỳ, việc tổn thất nhân mạng vẫn còn mang nhiều ý nghĩa, trong khi dân chúng Việt Nam phải sống cực kỳ khổ sở dưới sự áp bức dã man của cái gọi là cuộc giải phóng 1975 của bọn Cộng sản. Vậy thì những lý tưởng và giá trị nào khiến chúng ta phải ghi nhớ trong ngày hôm nay và mãi mãi? Trong ý nghĩa căn bản nhất, chúng ta hãy kính cẩn nghiêng mình để vinh danh những người đã hy sinh, bởi vì họ đã chết cho lý tưởng tự do cao đẹp. Để nhớ lại những nỗ lực hợp tác trong quá khứ còn dang dở, buổi lễ tưởng niệm hôm nay sẽ phản ảnh việc chúng ta can đảm đối đầu với những đề tài muôn thuở, đó là sự hy sinh, lòng trắc ẩn, công lý, tự do và hòa bình. Và chúng ta cũng khẳng định rằng một quốc gia hòa bình mà không mang lại tự do và công lý cho mọi người dân thì chẳng có giá trị gì so với mục đích chính đáng dành cho một quốc gia có tầm vóc. Cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, this is now the moment that we have been waiting for. Back there, I know you're sitting far, but I see you and you are a part of this.
Ladies and gentlemen, this is an important time in our history. Will you please rise for the posting of the colors and the raising of the flag? Và bây giờ thưa quý vị là giây phút mà chúng ta mong đợi. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đứng dậy để tham dự vào lễ thượng kỳ. Today, assisting in the raising of the U.S. flag is United States Navy Captain Cole Black, a 6-year, which equates to 2,428 days, a POW, and Jeanette Chevroni, whose father was killed in Vietnam. Kính thưa quý vị, để phụ trách phần thượng quốc kỳ Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ do cựu đại úy hải quân Cole Black, một tù nhân chiến tranh đã trải qua 6 năm giam cầm trong các trại tù Cộng sản Việt Nam, và cô Jeanette Chevroni, mà thân phụ của cô là một chiến binh Hoa Kỳ đã tử trận tại Việt Nam. Và đồng thời việc phụ trách phần thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa, người cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa là thiếu tá không quân Ngô Giáp, chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California, và hai vị phụ trách thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa là đại úy Nguyễn Phước Ái Đỉnh, trường võ vị quốc gia Đà Lạt, cùng thiếu úy Vũ Hưng, quận trưởng Đồng Đế, Nha Trang. And now for the Republic of Vietnam National Anthem, Ms. Ngoc Minh, and for the U.S. National Anthem, Mr. Keith Oliver. Và thưa quý vị, bây giờ để trình bày quốc ca Việt Nam, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị nữ ca sĩ Ngoc Minh cùng nhạc sĩ Trần Toản, và sau đó là phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ sẽ do ông Keith Oliver, và đồng thời chúng tôi xin quý vị hãy hát theo với nữ ca sĩ Ngoc Minh quốc ca Việt Nam để lời ca của chúng ta sẽ vang vọng về bên kia bờ đại dương cho đồng bào ở quê nhà được nghe lại quốc ca Việt Nam và sẽ tiếp tục mãi mãi hát vang tại quê hương Việt Nam chúng ta. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông, vì tương lai quốc dân cùng sông phá khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên gươm dao thủ nước lấy máu đào đem bao nòi dâng lúc biên phải cần say nguyên, người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẽ vàng, nòi dông xứng danh nghìn năm dòng sông Lạc Hồng. Và thưa quý vị, sau đây là phần
quốc thiều Hoa Kỳ và xin quý vị cùng để tay phải lên trên ngực để cùng chiêm ngưỡng và hát theo quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight of the ramparts we'd watch were so gallantly streamed, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof to the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner for the land of the free and the home of the brave. Thưa quý vị, quý vị đã chia sẻ những giọt nước mắt với chúng tôi. Và như tôi vừa trình bày lúc nãy, bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến một giây phút lịch sử kế tiếp. Đó là khánh thành tượng đài Việt-Mỹ. At the center of the memorial is an urn sculpted by Thuan Nguyen that is going to be lighted by Frank Fry, president of the Vietnam War Memorial in Westminster. Và quý vị đang nhìn thấy tượng đài từ từ hiện ra trước mặt quý vị. Sau đó thì ngay giữa tại trung tâm của đài tưởng niệm sẽ là một lư hương do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thực hiện. Và bây giờ chúng tôi mời ông Frank Fry và các nghị viên thành phố cũng như bà thị trưởng sẽ lên để châm ngọn lửa. Và thưa quý vị, đây là ngọn lửa thiêng vĩnh viễn, tượng trưng cho sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam, Cộng hòa và Hoa Kỳ cũng như là đồng minh. Và ngọn lửa này sẽ cháy sáng ngày đêm, 7 ngày một tuần, 24 tiếng một ngày, và sẽ không bao giờ bị quên lãng. Mr. Frank Fry is joined by city council members. He will light the flame that is to symbolize those who died will never be forgotten. It will burn 7 days a week, 24 hours a day, so that we will never forget. Believing in God and country love led them the way to hope and care. They went to war, holding their head high. Believing in God, they're marching on, vowing to fight the tyranny, risking their life to make men free. Come with me to proudly hail the men who made the history, to pay them respect, to pay them tribute. Come to see the stars and stripes and yellow flag both waving through starry night and never-ending day. Come with me to see the Vietnam War Memorial, to praise the brave for their gallantry. Come with me to sing a song to honor those, the hero, to praise the proud who for freedom sacrificed. Believing in God and country love led them the way to hope and care. They went to war holding their head
Và thưa quý vị, hàng triệu giấc mơ của người Việt tại hải ngoại ngày hôm nay đã biến thành sự thật. Một lần nữa, tôi xin rất là hân hạnh được chia sẻ giây phút này đến với tất cả quý vị. Và chúng ta đang ở vào giây phút lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, một tràng pháo tay rất lớn để chào đón tượng đài và ngọn lửa thiêng vĩnh viễn tượng trưng cho những người con thân yêu của Tổ quốc Việt Nam. Through starry night and never-ending day. Through starry night and never-ending day. And now, ladies and gentlemen, we will have a moment of silence to remember those who have been lost fighting for freedom and democracy, and those not yet accounted for, and for the families who wait and wonder. Và kính thưa quý vị, sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho lý tưởng tự do và dân chủ, cùng những người đã mất tích, cũng như là thân nhân và gia đình của họ đang ngày đêm chờ mong. Và phần mặc niệm này sẽ do nhạc sĩ Mã Bình Sơn cũng như là ban quân nhạc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trình bày. And joining us now for the wreath laying is Lieutenant General Ulmer, Lieutenant General T. Major General McGonnelly, Major General Hudson, and Justice Moore. Thưa quý vị, sau đây là phần lễ đặt vòng hoa tưởng niệm với sự tham dự của quý vị tướng lãnh, tướng Walter Ulmer, tướng Lâm Quang Thi, tướng Mac McNair, tướng Hudson, và bà thẩm phán Moore. Và người trình bày ca khúc Hai người lính chiến, Two Soldiers, là cô Amy Jo Ellis, và cô cũng là người sáng tác ca khúc này. One hot morning in April, in the jungles of South Vietnam, they couldn't speak the same language, but the bond between them was strong. Side by side they stood with one purpose, together they fought valiantly, helping protect one another for life's precious right to be free. From worlds apart, two soldiers with one burning heart, two soldiers with one burning heart.
Now we stand before two crafted sculptures to remember the lives lived before and to honor our heroes both fallen and the heroes returned from the war. With these two soldiers from worlds apart, two soldiers with one burning heart, two soldiers with one burning heart. Let us bow our heads now in silence and give thanks for all they have done. For today we stand here united and we fight for our freedom as one. Because two soldiers from worlds apart, two soldiers had one burning heart, two soldiers had one burning heart. That was beautiful. Thank you, ladies and gentlemen. Ms. Amy Jo Ellis, performing Two Soldiers, written especially for this momentous occasion. Và thưa quý vị, một lần nữa vừa rồi là ca khúc Two Soldiers, Hai Người Lính Chiến, một tác phẩm của cô. Và chúng tôi cũng nhân đây nhắc với quý vị là nhạc phẩm Tượng Đài Chiến Khúc mà được trình diễn trong lúc Châm Ngọn Lửa Thiêng là sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang Anh. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày nhạc phẩm Chiến Sĩ Vô Danh với các thành viên của ca đoàn Ngàn Khơi trình diễn. And now, ladies and gentlemen, the Ngàn Khơi choir performs Unknown Soldier, and you may be seated. Xin kính mời quý vị cùng an tọa và chúng ta sẽ nghe ban Ngàn Khơi trình bày một nhạc phẩm rất là cảm động để nhớ đến những người mà có lẽ người ta đã quên đi rồi, đó là các chiến sĩ vô danh. Chiều xuân âm u ám.
Kính thưa quý vị, và sau đây là phần cầu nguyện của quý vị. Chúng tôi xin lỗi quý vị, để tiếp theo sẽ là một phần trình diễn của ban Nicholson Five. Ladies and gentlemen, Nicholson Pipes and Drums with Amazing Grace. Và thưa quý vị, sau đây là phần trình diễn của Nicholson Pipes and Drums trong nhạc phẩm Amazing Grace. And we will now close our dedication by a blessing from community religious leaders. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần cầu nguyện của quý vị lãnh đạo tinh thần đại diện cho các tôn giáo. Kính xin quý vị cùng đứng dậy để tham dự vào lễ cầu nguyện. Và xin mỗi người trong một tôn giáo của mình hãy cầu nguyện cho linh hồn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã nằm xuống tại trận chiến Việt Nam. Hãy cùng đến với chúng ta, cùng chia sẻ ý tưởng và đời sống tự do. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhìn đến, thấy được tất cả hình ảnh của những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hình ảnh của những người con thân yêu của quý vị, hình ảnh của những người chồng đã nằm xuống, những người anh, những người em, những người chị, và tất cả những người đã bỏ mình vì tự do, dân chủ. Xin một lần nữa, tất cả quý vị hãy cùng với tôn giáo của mình cầu nguyện để họ được đến với chúng ta trong và dưới bầu trời tự do hôm nay.
Và kính thưa quý vị, một lần nữa, tất cả lời cầu nguyện đều trong âm thầm lặng lẽ. Xin quý vị hãy cùng cầu nguyện chung với quý vị lãnh đạo tinh thần. Thank you. Xin thành thật cảm ơn quý vị lãnh đạo tinh thần. Each in our own hearts, we've prayed for the people who died fighting for freedom, for our own families, those we love, for a better future, for a world in which no matter how different we are, we stand side by side fighting for what is good and what is right. Ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of this today. It is something we will remember for the rest of our lives. And as we conclude this dedication ceremony, I would invite you to come up, take a good look at this memorial, and in the coming days, bring your children here, whether you're Vietnamese American or wherever you're from, to come here to look at this memorial, to think and remember of what it stands for. Kính thưa quý vị, đến đây thì buổi lễ khánh đành tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đã chấm dứt. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự tham dự đông đảo của quý vị. Và chúng tôi nghĩ rằng quý vị sau giây phút này có thể đến chiêm ngưỡng tượng đài một cách gần gũi hơn. Quý vị có thể mời bạn bè, thân nhân, gia đình và mang theo con cháu của chúng ta để chúng hiểu được ý nghĩa của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và sự hy sinh của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Và thưa quý vị, nhớ rằng ngọn lửa sẽ cháy sáng 24 tiếng đồng hồ một ngày, 7 ngày một tuần. Và ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta sẽ vĩnh viễn được treo tại công quyền và không có kẻ nào, áp lực nào để có thể kéo xuống được. Chúng ta hãy đứng bên cạnh và sẽ tiếp tục để tranh đấu cho tự do và dân chủ còn lại ở quê nhà, để một ngày nào đó sẽ cắm ngọn cờ vàng ba sọc đỏ ngay tại Việt Nam. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức và Ủy ban xây dựng tượng đài thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều và mong hẹn gặp lại quý vị trong những ngày sắp đến. Và bây giờ thì quý vị có thể lần lượt và từ từ đến thăm tượng đài. Dạ vâng, thưa quý vị, vui lòng đứng để cho ban tổ chức được trật tự hơn. Cảm ơn quý vị.
và nắng gió quê tôi. Cảm ơn cha đã chờ con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cút côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn, tháp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh. Vinh quang lấp sâu